Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel Riding on Metal Foam, những foam nâng cấp đặc biệt trong series Kamen Rider trong thời đại Reiwa, hình thái mới nhất với ngọn lửa bạc của Kurogane Spada với tên gọi Vavarad Kurogane, cũng là một foam nâng cấp như vậy. Tông màu lại vô cùng đơn giản, chỉ là một màu bạc kéo dài trên toàn bộ cơ thể. Đi kèm với đó là tông màu chính của Rider. Giờ đây chỉ còn những điểm nhấn chứ không phải là tông màu chính của Rider. Ngoài Kurogane, những Rider chính trong thời đại Reiwa cũng ít nhất một form như vậy. Trừ Revive, từ Zero One cho đến Giz đều có những form Metal như thế. Hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm qua tất cả những Metal form của những Kamen Rider, từ Zero One Metal Cluster Hopper đến Kurogane và Varad nào. Trước khi bắt đầu video, cho mình xin ít giây để quảng cáo nhé. 15 giây để quảng cáo cho Riding on Shop. Hiện tại mình đang có một gian hàng trên Shopee với tên gọi Riding on Shop. Các bạn hãy gõ từ khóa này sẽ xuất hiện ngay shop mình. Hiện tại mình đang bày bán rất nhiều những sản phẩm liên quan tới Tokusatsu, bao gồm cả Kamen Rider lẫn Super Sentai. Các bạn hãy follow cũng như nhập những mã giảm giá để có được mức giá ưu đãi nhất. Giá cả vô cùng cạnh tranh. Link mình sẽ để ở phần bình luận cũng như phần mô tả video nhé. Kamen Rider khởi đầu cho tất cả những form Metal, gọi tên Metal Cluster Hopper. Đây là form nâng cấp của Zero One, nhưng không phải được anh, Zia hay Izu tạo ra, mà đó là sức mạnh đến từ Art, cũng như chủ tịch tập đoàn Towser. Với sức mạnh của Kamen Rider Towser và Towser Zucker, hắn ta đã thu thập toàn bộ dữ liệu của hai hình dạng mạnh nhất của Zero One lúc đó là Shining cũng như Asao Shining. Tất cả chúng đều đã bị hắn thu thập và hắn ta cần một Zero One mạnh hơn cũng như muốn test sức mạnh từ Art. Hắn ta đã cùng với Valkyrie đến căn cứ của Metsubo Jinrai nhằm tạo ra chiếc Rouraki tối thượng bằng sức mạnh của Art, và không ngoài kỳ vọng hắn đã tạo ra nó, thứ sức mạnh đến từ kim loại vũ trụ của tập đoàn Hidden. Mang nguồn sức mạnh khổng lồ này trên tay và không muốn bản thân là kẻ thử nghiệm, người mà hắn ta muốn thử nghiệm chính là Zero One, một nước đi vô cùng khôn ngoan của Towser. Bản chất hắn ta mong muốn sức mạnh này sẽ chi phối Zero One và anh ta sẽ bị điên cuồng cùng với nó, không bao giờ biến được thành hình dạng khác và sẽ bị cô lập trong sức mạnh của Metal Cluster Hopper. Một trận thư hùng giữa Asao Shining cũng như Towser đã được diễn ra. Người nắm chắc phần thắng hơn là Towser, và hắn ta cũng tận dụng cơ hội này để biến Aruto trở thành Metal Cluster Hopper, bày châu chấu cuồng loạn cùng với hộp kim Hidden bao phủ lấy Zero One. Bên ngoài của Zero One như một pho tượng đang bất động, nhưng bên trong là ý chí của Aruto đang bị ăn mòn bởi Art. Anh đã không thể nào cầm cự cũng như khống chế được cơ thể của mình. Tất cả chỉ còn lại bản năng săn mồi của bầy châu chấu đối khác. Chúng lao tới tấn công tất cả mọi thứ xung quanh. Trong trạng thái hóa điên, Zero One Metal Cluster Hopper có thể tấn công kẻ thù bằng bầy châu chấu kim loại bao phủ khắp cơ thể của mình. Đây có thể xem là một form mất kiểm soát trong thời đại mới, thứ sức mạnh vượt ngoài tầm kiểm soát. Về tạo hình, anh chỉ gai góc hơn hình dạng Zero One cơ bản, thậm chí còn gai góc hơn so với hình dạng Asao Shining. Về khả năng thì không còn gì để nói, công thủ toàn diện, anh thậm chí còn chẳng cần phải cử động mà có thể tấn công kẻ thù. Áp đảo tên Towser bằng sức mạnh cơ bắp đơn thuần thì hắn cố tấn công. Ngoài ra khả năng phòng thủ và tấn công dựa trên hợp kim Hidden là vô cùng khủng khiếp. Nó có thể hóa thân thành chất lỏng cũng như bầy châu chấu cuồng loạn. Khi ở trạng thái bầy châu chấu, nó có thể tấn công kẻ thù, nghiền nát cũng như xâu xé tất cả những vật thể cản đường mình. Trong trạng thái phòng thủ, nó có thể biến một mảnh giáp trở thành chiếc khiên kim loại vô cùng cứng chắc chặn hầu hết tất cả những đòn tấn công. Những mảnh khiên này cũng có thể tụ hợp lại thành một chiếc gai khổng lồ đâm xuyên kẻ thù. Với sự mất kiểm soát và vô hiệu hóa những Rouraki, Metal Cluster Hopper gần như là con bài tẩy của Towser để khóa chặt Zero One. Tưởng chừng như đây sẽ là cái kết của tập đoàn Hidden Intelligence, với tính cách cũng như quá trình mà Aruto kết nối cùng với những Human Gear đã tạo nên sức mạnh của kỳ tích. Vũ khí để kìm hãm sức mạnh của Metal Cluster Hopper giúp anh có lại được ý thức. Thanh gươm Rouraki Hopper Black. Vũ khí này có thể giúp nâng cấp Attack Caliber thành một hành kiếm với hai lưỡi đối nghịch với nhau. Anh dễ dàng khống chế được sức mạnh kim loại đến từ Metal Cluster Hopper, tấn công kẻ thù cũng như tụ hợp nguồn năng lượng này lên thanh gươm của mình để dán nhát chém kim loại vào thẳng người kẻ thù. Đòn Rider Kick trứ danh của form này, anh sẽ tạo ra hai phân thân bằng sức mạnh hợp kim, hoặc bao phủ anh bằng một vũ khoang khổng lồ để dễ dàng xuyên phá bất kỳ kẻ thù nào giảm ngán đường Metal Cluster Hopper. Dragonic Knight.
Form có thể xem là form kim loại đẹp nhất khi nó mang sức mạnh của rồng, cũng như một người kỵ sĩ cưỡi lên mình chiến long, bao phủ cơ thể của Saber bằng một bộ giáp ánh lên màu sắc kim loại của một kỵ sĩ trong những trận chiến trung cổ lẫy lừng, khoác lên mình một bộ giáp cực kỳ gai góc thể hiện sức mạnh quyền uy của mình, một kỵ sĩ thật sự. Sức mạnh cũng như sức phòng thủ của Thomas trong hình dạng Saber Dragon Ignite được tăng lên đáng kể, nó vô hiệu hóa tất cả những đòn tấn công từ Zao Dragon. Sức mạnh này chính là kỳ tích mà Thomas đã tạo ra. Ngoài bộ giáp kiên cố cũng như thanh liệt ngoại trứ danh với những đòn chém đầy uy lực, anh cũng có thể thao túng được ngọn lửa khi dễ dàng vung tay để tạo ra bức tường lửa cũng như tạo ra ngọn lửa tấn công. Chiếc đầu rồng gắn trên tay trái của anh phun ra những ngọn lửa với nhiệt lượng cực cao thiêu rụi kẻ thù. Sức mạnh cũng như khả năng của anh vượt trội hơn so với hình dạng Zao Dragon của Kamen Rider Calibur. Với tên gọi kỵ sĩ rồng, anh cũng có thể tạo ra đòn tất sát cũng như những kỹ năng liên quan tới rồng, triệu hồi trực tiếp Ray Dragon xuất hiện để hỗ trợ với Saber cùng nhau chiến đấu. Anh có thể điều khiển nó để tấn công 5 con rồng của Zao. Anh cũng có thể nhảy trực tiếp lưng nó để trở thành kỵ sĩ rồng. Dragonite Booster gắn trên tay của Saber, ngoài việc phun lửa, nó cũng có thể giúp anh đọc những quyển sách khác nhằm ra những đòn tấn công liên quan như triệu hồi chiếc gậy từ khỉ Wukong cũng như cơn gió đến từ chiếc cánh đại bàng khổng lồ tấn công kẻ thù bằng những khả năng riêng biệt. Đòn tất sát Shika Ryuhazan, anh cưỡi trên mình Ray Dragon tụ hợp nguồn năng lượng với màu đỏ ánh lên trên thành hỏa kiếm, anh ra nhát chém chí mạng để kết thúc Zao. Kamen Rider Revive đáng tiếc không có một form liên quan tới Metal. Có thể đó là form Vi với hình dạng Zaku Revive, nhưng nó lại không có tông màu đặc trưng là màu kim loại, nên chúng ta sẽ bỏ qua Revive để đến ngay với Kamen Rider Kiss với hình dạng Kamen Twin Buckle, chiếc buckle mạnh nhất mà người chơi có thể sở hữu trong Design Rainbow. Trong trận chiến cùng với đám Yamato để tranh giành lại những chiếc Design River đang bị chúng lấy cắp, Ace mặc dù có thể đánh ngang với những tên Yamato cơ bản trong hình dạng con người, nhưng bọn chúng còn có đám Yamato Rider, thứ quá sức so với Ace cho dù anh có là người chơi bất khả chiến bại đi chăng nữa. Trò chơi đang dần khép lại khi Ace vẫn chưa tìm được Design Rider của bản thân mình. Anh đã dường như bị đưa vào thế chân tường, thì đột nhiên những nhân vật mới đã xuất hiện. Người sản xuất chương trình Dindram đã được gửi yêu cầu từ người hỗ trợ cho Ace và cung cấp cho anh vật phẩm vẫn chưa được tung ra. Kamen Twin Buckle nó lao tới để hỗ trợ cho Ace. Anh cũng nhanh chóng mượn chiếc Design Rider từ Tycoon. Không ngoài dữ liệu, khi kết hợp cùng với Design Rider, anh đã có hình dạng mới, Rising Sword. Nói sơ về hình dạng này, nó là Kiss cơ bản kèm với một cặp kính và thanh gươm Rising Sword. Với tạo hình Rising Sword, anh dễ dàng chém toan tất cả các thù bằng nguồn năng lượng đến từ tương lai. Sau khi sạc đầy, chiếc buckle tương ứng còn lại gắn trên Rising Sword sẽ được anh kích hoạt để tạo ra hình dạng thật sự. Kamen Twin Buckle với hình dạng đầu tiên, Cannon, là chiếc buckle đôi đầu tiên trong series ráp lại để tạo thành một combo hoàn thiện. Không giống những mảnh buckle khác có thể hoạt động đơn lẻ, Kamen Twin Buckle bắt buộc phải hoạt động chung vì chúng tương thích với nhau. Với hình dạng Cannon của Kiss, phần thân trên của anh là hai khẩu pháo với tông màu kim loại, bên trên là màu xanh neon và bên dưới là màu cam neon tương ứng. Hai khẩu pháo trên vai của anh có khả năng tấn công tạo những quả cầu với những đường đạn cong cực kỳ khó né tránh khi kẻ thù bị dính phải. Nó có thể tấn công liên hoàn kẻ thù khiến chúng không bị chống đỡ. Phần thân dưới Z lúc này sẽ tạo ra một lực đẩy nhất định giúp anh dễ dàng di chuyển hơn vì khẩu pháo cũng như bộ giáp cực kỳ nặng nề, tạo nên một pháo đài di động đích thực cho hình dạng Kamen Form. Đòn tất sát trong hình dạng Cannon là Kamen Twin Victory. Anh sẽ nhắm thẳng mục tiêu, tụ nguồn năng lượng đến từ hai khẩu pháo tụ hợp lại với nhau để tạo một tia sáng hủy diệt xuyên phá tất cả kẻ thù trên đường đi. Trong trạng thái ngược lại, anh sẽ chuyển đổi hai chiếc Twin Buckle để tạo ra hình dạng Z Form. Nó khi chuyển lên bên trên không có khả năng bay lượn mà trực tiếp bay lượn từ lực đẩy đến từ hai khẩu pháo từ Cannon. Anh dễ dàng tấn công kẻ thù cũng như di chuyển linh hoạt hơn, thậm chí nó nhanh tới mức có thể né tất cả những đòn tấn công đến từ Cannon. Trong hình dạng Command Form của Tycoon, lực đẩy trong hình dạng Z giúp anh di chuyển những vật thể cực kỳ nặng để tấn công kẻ thù cũng như che chắn bản thân khỏi những đòn tấn công nguy hiểm. Khả năng bay lượn cũng như gia tốc kinh hoàng đến từ Z chỉ được thể hiện qua đòn Finish Command Twin Victory. Anh lao thẳng lên bầu trời cao vút, bay cao hơn cả pháo đài bay khổng lồ từ đám Yamato. Lao thẳng xuống chúng, anh dễ dàng đâm xuyên cả tòa lâu đài mà ban đầu anh phải phá hủy từ bên trong, thể hiện sức công phá hủy diệt đến từ form này. Form cuối cùng về Metal Form lại không phải đến từ Man Rider. Trong series mới nhất Gacha, Third Rider, Kamen Rider Varvarath,
đã có được hình dạng nâng cấp tối thượng. Mình xin lưu ý phần này mình sẽ không thể nào chèn video do đây là clip quá mới nên chỉ có hình ảnh thôi nhé. Tầm vài tháng nữa mình sẽ cố gắng để chèn video để hoàn thiện clip. Mong các bạn thông cảm ủng hộ nhé. Ngọn lửa đen của Jijit luôn ám ảnh Kurogane, anh ấy không thể nào thoát khỏi nó. Cho dù Hotaro đã thức tỉnh anh và phá hủy phần mặt của Inish, làm anh không hề chuyển hóa thành hình dạng Varvarath Kamen Rider, nhưng anh vẫn không sửa chữa nó vì đó vốn dĩ không phải sức mạnh của anh mà chỉ dựa trên Hotaro. Anh muốn tạo ra sức mạnh hoàn thiện. Quá trình hoàn thiện này vẫn chưa kết thúc thì tên Jijit đã muốn có một cuộc đối mặt trực tiếp với Varvarath nhằm thuyết phục anh gia nhập với hắn. Hắn ta muốn anh là kẻ tiếp theo điều khiển được ngọn lửa đen và trở thành kẻ kế nhiệm hắn. Trong trận chiến tưởng chừng như vô vọng này, khi anh không thể nào chuyển hóa thành Kamen Rider, chính sức mạnh từ niềm tin, từ những người thân đã mất, người đã nuôi dạy Varvarath từ nhỏ, cũng như sức mạnh tình bạn của Hotaro đã giúp anh thức tỉnh. Ngọn lửa đen đã được thăng cấp, một ngọn lửa trắng với tên gọi chính thức do Jijit gọi nó là Ngân Viêm, ngọn lửa bạc, thứ đã giúp Varvarath River thức tỉnh. Gacha River đã được phủ lên Kurogane Unit để tạo thành chiếc River hoàn toàn mới với ánh bạc lóng lánh. Cùng với Ngân Viêm, anh đã luyện hóa hai chiếc cạc tương ứng của mình, kết hợp chúng lại với nhau để tạo nên hình dạng mới. Kamen Rider Varvarath Kurogane, tạo hình của anh giống với những form kim loại khác. Bao phủ cơ thể của anh là một form thon gọn và hết sức đơn giản, tông màu bạc cực kỳ đơn giản nhưng tinh tế. Kèm với đó là những đường năng lượng màu hồng đặc trưng của Varvarath trải khắp cơ thể. Hai chiếc sừng được đặt lệch với nhau cùng với một mắt tím, ống nhắm nằm thẳng trong mắt của mình, thể hiện rõ ràng sức mạnh công nghệ đến từ anh mặc dù anh hướng tới giả kim thuật. Và Crusher của anh cũng được trang bị cả hai chiếc cờ lê sau lưng giúp anh gia tăng khả năng tấn công. Như bao form vừa được debut khác, sức mạnh của anh là hoàn toàn áp đảo so với tên Jijit về mặt thể chất. Kèm với khả năng điều khiển ngọn lửa bạc, anh dễ dàng khống chế và xóa tan ngọn lửa đen của tên Jijit, khiến hắn nhận ra rằng đây không phải là sức mạnh từ ngọn lửa đen, mà là bước tiến hóa tiếp theo mà Hắc Viêm hướng tới, Ngân Viêm. Nó dễ dàng xóa tan tất cả những gì mà Jijit có thể tạo ra. Đôi tay của Varvarath Kurogane cũng có thể bắn ra nguồn năng lượng như Iron Man. Mắt phải của anh được trang bị một ống kính công nghệ cực kỳ tân tiến, giúp anh nhìn ra điểm yếu của kẻ thù, xem xét và hủy diệt điểm yếu đó để áp đảo kẻ thù. Cặp song cờ lê trứ danh của Varvarath giúp anh tấn công liên hoàn, kèm với khả năng tích hợp lại với nhau để tạo thành vũ khí là một chiếc cờ lê hai đầu, tấn công toàn diện hơn. Đòn tất sát của anh Over Varvarath Burst, anh cắm thẳng hai Varvarusher xuống đất, kích hoạt đòn dứt điểm, sau đó đá chúng lên không trung, kết hợp cùng với cú Rider Kick đẩy thẳng vũ khí này vào người kẻ thù. Ngân Viêm bao phủ, anh đã kết liễu được kẻ thù của mình, Jijit, trong sự tán thưởng của hắn. Một số Rider trong thời đại Heisei cũng có hình dạng thiết kế kim loại có thể kể tên đến, như một nửa Meito của Sotaro trong series Kamen Rider W, Kamen Rider Black với màu sắc cũng như thẻ bài Meito, và cũng có thể là Kamen Rider Dry với hình dạng High Speed của anh ấy. Đó là tất cả những Rider về Metal mà mình có thể kể tên. Các bạn còn ý kiến nào? Các bạn còn cảm thấy Rider nào xứng đáng nằm trong danh sách này? Hãy comment phía dưới giúp mình nhé. Mình là Rider On, thanks for watching. Và đó là kết thúc của video tất cả những form Metal của Kamen Rider Reiwa. Các bạn cảm thấy như thế nào về những form này? Nó có phải là tạo hình vô cùng đặc sắc của Kamen Rider trong thời đại mới? Và liệu các bạn cảm thấy form nào sẽ là form đẹp nhất trong lòng các bạn? Và đừng quên, mình còn có Rider On Shop chuyên bán những đồ chơi về Toku. Thanks for watching. Bye.